Hello, xin chào tại gia đình Karoti và Thảo. Thảo đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì chắc là các bạn nhìn setup này các bạn cũng sẽ đoán ra được là mình chuẩn bị quay video gì rồi đúng không? Hôm nay thì mình sẽ lại gửi đến cho mọi người một video thử quần áo mới nữa. Và lần này sẽ là Autumn Haul, mua sắm quần áo cho mùa thu đông sắp tới. Và hiện giờ thì mình đang có tương đối nhiều ở đây. Mình đã mua khá là nhiều tiền quần áo mùa thu đông, nhưng mà ở mùa đông ở bên này thì rất là lạnh nên mình tập trung vào mua rất là nhiều các cái loại áo len cũng như là áo cổ cao để có thể giữ nhiệt giữ ấm cho cơ thể của mình. Ngoài ra thì mình cũng sẽ cố thử phối những cái món đồ mình mới mua kia với một số những cái outfit của mình từ trước đến nay để xem là nó có tạo ra những cái trang phục nào trông nó hay ho một chút không theo phong cách của mình. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ thích video này nhá. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng mình cùng bắt tay vào video luôn nào. Outfit đầu tiên mà mình muốn thử cho các bạn xem thì thật ra mình đã mặc và chụp cái bộ này lên Instagram rồi, thì mình mua cái bộ này là một set, vì thế nên mình sẽ thử nó theo set luôn để mọi người có thể hình dung được là cái set này thì lên người mình nó sẽ như thế nào. Nó là một cái set đồ rất là kiểu Hàn Quốc ấy mọi người, nó rất là signature của con gái Hàn luôn, bao gồm có một chiếc áo cổ gọi là turtleneck cổ lọ đó mọi người, cổ lọ mình không rõ nữa. Chất vải này thì là chất vải thun rất là mềm, và một cái chân váy dạ, đây một chân váy dạ kẻ dáng dài đó, trông nó rất là thướt tha và dịu dàng. Đi cùng với nó là một em cardigan màu nâu cực kỳ xinh luôn, và mình cực kỳ thích em cardigan này. Outfit này thì phối mình thấy khá là đơn giản, mọi người chỉ cần đi một đôi guốc màu neutral, tông màu neutral trắng đen đều được, hoặc là mọi người có thể đi bốt để phá cách giống như bức hình trên Instagram của mình. Và khi mà mình nhìn thấy cái set đồ này trên website thì mình ngay lập tức chọn mua cả cái set này luôn. Ở trên Jetstar thì nó có rất là nhiều những cái sự lựa chọn, là mọi người có thể mua cả một set đồ và mọi người sẽ lựa chọn size, kích cỡ của từng món đồ trong cái set đó. Cá nhân mình thì thấy rất là ưng ý với cái set đồ này, mặc dù nó không phải là phong cách của mình, nhưng mà mình nghĩ rằng là lâu lâu thay đổi một chút thì cũng hay hơn và lạ hơn. Và mình thấy cái style này thật ra thì bây giờ cũng đang được con gái Việt Nam rất là ưa chuộng. Không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy đây là một set đồ mà mình tương đối là ưng ý trong mùa thu đông lần này. Món thứ hai mà mình mua được trên trang web Jetstyle lần này thì đấy là một chiếc áo len cổ chữ V mọi người ạ. Và em áo len này thì màu xám rất là xinh. Thì đây là một chiếc áo len cực kỳ basic mà mình nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ lỗi mốt. Nếu mà mọi người có theo dõi mình thì mọi người sẽ biết rằng mình cực kỳ thích mặc áo len. Ngày xưa nhà mình đã từng là một xưởng sản xuất áo len ở Hà Nội, thế nên là mình sống với áo len từ nhỏ, và mình luôn luôn thích áo len và cực kỳ đam mê về những loại áo len basic không bao giờ lỗi mốt như thế này. Đối với mình thì đồ mùa hè trên Jetstyle thì có vẻ là chưa được chất lượng và tốt lắm. Thế nhưng mà lần này thì khi mà mình mua đồ mùa thu đông thì mình nhận ra rằng là những cái chất lượng áo len, áo dài tay hoặc là áo mùa thu đông ở trên Jetstyle thì chất lượng cực kỳ ổn luôn, giá thành cũng rất là ok. Và em này thì có chất len co giãn rất là mềm. Cái áo len này thì mình nghĩ rằng nó rất là xinh theo cái kiểu high school girl, kiểu như là học sinh đi học á mọi người. Thế nên mình sẽ phối nó với một chiếc sơ mi trắng cộng với cả một chiếc chân váy ngắn hơi xòe xòe một chút xíu, thì mình thấy nó sẽ cực kỳ dễ thương và cực kỳ đáng yêu luôn. Mình rất thích ở chiếc áo này đấy là nó có phần bo gấu nhưng mà không quá là bị thít vào, rất là xinh. Và khi mà chúng mình mặc váy thì nó sẽ tạo một cái độ ôm cho váy của mình nữa. Tiếp đấy là một chiếc áo mình tin chắc rằng cũng sẽ không bao giờ lỗi mốt. Đấy là một em áo len cổ tròn, nhưng mà em áo len này dễ thương hơn rất là nhiều. Đấy là nó là chất len bông xù và rất rất mềm mịn mọi người ạ. Siêu mềm mịn luôn ý. Và mình đảm bảo rằng là chiếc áo này mọi người sẽ không bao giờ muốn vứt nó đi cả, tại vì nó rất xinh, rất dễ mặc. Bạn có thể phối với một chiếc chân váy màu pastel á, dễ thương, và nó có thể tạo nên một cái look trông rất là đáng yêu, rất là cute. Ngoài ra thì nếu mà bạn phối nó với một chiếc quần đùi cá tính hơn một chút, thì một đôi giày hầm hú hơn một chút, thì bạn sẽ có một cái outfit rất là năng động, nhưng mà cũng không kém phần cute một chút nào cả mọi người ạ. Thế nên là mình thấy chiếc áo này cực kỳ linh hoạt trong việc phối đồ á mọi người. Và mọi người sẽ luôn luôn cần một chiếc áo len như thế này trong tủ đồ của mình vào mùa đông. Em áo len này thì cũng có bo gấu như mọi người, rất là xinh. Mình cực kỳ thích những chiếc áo len bo gấu nhưng mà không bị
kiểu như là chặt quá ấy, mọi người. Nếu mà chặt quá thì trông cái tướng người mình nó sẽ bị phồng ra rất kỳ. Tiếp theo thì mình có mua hai chiếc áo cổ lọ màu trắng và một cái màu kem. Thế nên là mình sẽ chỉ thử mỗi em này lên cho mọi người hình dung thôi, tại vì mình thấy nó cũng tương đối là giống nhau. Mình mua hai em này tại vì nó có hai cái chất liệu khác nhau. Một em là chất thun co giãn, cũng khá là ấm, các bạn có thể mặc lót trong. Và một em thì chất nỉ. Em này thì mình nghĩ là sẽ mặc riêng thì sẽ đẹp hơn là mặc lót trong với một em áo len nào đó. Em áo nỉ này thì sẽ ấm hơn rất là nhiều, đặc biệt là với mùa đông lạnh của St. Louis. Và hai em này thì mình thấy nó cũng là hai chiếc áo cực kỳ đơn giản và basic mà mọi người hoàn toàn nên có trong tủ đồ. Thay vì mùa hè là chúng mình hay mặc áo phông trắng thì mùa đông có những em áo cổ lọ màu trắng thế này thì rất xinh. Các bạn có thể phối với chân váy kẻ ăn gian một chút eo với cả một chiếc thắt lưng đen và trông nó sẽ khá là cá tính và nghịch ngợm. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể mặc em này như một chiếc áo bên trong để giữ ấm cho cơ thể và mặc thêm một chiếc áo len cổ chữ V ở ngoài nữa, thì mình nghĩ là trông nó sẽ rất là xinh. Mình thấy nó phối được với cực kỳ nhiều kiểu chân váy và quần khác nhau mà các bạn có thể mặc đi làm, đi học hoặc là đi bất cứ nơi đâu cũng được hết á mọi người. Thực sự là mình còn một em nữa cơ, là ba chiếc áo cổ lọ ba màu khác nhau. Thì em này thì nó là một chất liệu khác, đấy là chất len, nhưng mà len mỏng thôi. Em này thì nó có màu be, màu kem á mọi người. Áo len mình đang thử đây thì hầu hết là mình mua ở trên trang web Jetstyle. Và những cái áo này là những cái áo kiểu Hàn, nó rất rất là Hàn Quốc. Và mình thấy là cái cách phối đồ của những em áo này ở trên trang web nó cũng có rất là nhiều. Mọi người có thể lên đấy để tham khảo trước khi mua. Hy vọng là mọi người chưa chán áo len, nhưng mà đây sẽ là chiếc áo len cực kỳ đơn giản. Em này thì có màu kiểu màu be, màu kem, hơi nâu nâu nhạt một chút xíu. Mình không biết tả cái màu này như thế nào, nhưng mà nó đúng là kiểu Hàn Quốc đấy mọi người ạ. Trời ơi, trông nó kiểu siêu Hàn Quốc luôn ý. Với em áo này thì mình thấy là mình sẽ phối với một chiếc quần kiểu quần tây ấy, nó trùng màu một chút thì sẽ tạo nên một cái basic outfit để mình có thể đi làm, để tới trường, mặc tới những chỗ mà nó không được hở hang quá nhiều, kiểu lịch sự một tí. Với outfit này thì các bạn có thể phối với cả áo khoác tùy thích. Mình khá là thích cái outfit này tại vì trông có vẻ trưởng thành hơn một chút so với cả phong cách của mình từ trước đến nay. Dạo này mình cảm thấy là cái style của mình nó bắt đầu kiểu theo chiều hướng già dần đi rồi mọi người. Không biết mọi người để ý điều đấy hay không. Nhưng mà mình thấy rằng là đấy là những cái mà mình cực kỳ thích trong mùa thu đông. Mình rất rất thích áo len. Thế nên nếu mà mọi người có xem những cái autumn haul của mình thì mọi người sẽ thấy là hầu như một là hoodie, hai là áo len. Nhưng mà năm nay thì mình cảm thấy mình tự nhiên mình cảm thấy mình không phù hợp với cái hoodie nữa. Không hiểu tại sao lắm mọi người ạ. Cảm giác nó hơi bị trẻ con so với tuổi của mình hay sao ấy. Lúc mình mặc vào mình trông cứ kiểu bị trẻ trâu ấy mọi người. Không phải là tại mình đã đến tuổi đi làm rồi không, với cả mình học trong một môi trường kiểu toàn người lớn tuổi ấy, thành ra là mình cũng bị ảnh hưởng nhiều về tư duy, về thẩm mỹ, về nhận thức một chút. Thế nên là cái cách mà chọn đồ của mình nó cũng khác đi một chút so với ngày xưa. Ngoài ra thì mình cũng có mua một em áo ba lỗ như thế này. Chắc mọi người đang thắc mắc là mùa thu đông mua áo ba lỗ làm gì, nhưng mà em này để mặc cho những ngày mà trời nó hơi nóng á mọi người. Mình có thể mặc em ý với một em quần dài hoặc quần short tùy mọi người. Sau đó thì mọi người có thể mặc cardigan ở bên ngoài sẽ cực kỳ xinh, và mọi người có thể mặc đi học đi làm đều được các mọi người. Đi học đi làm đi chơi đều rất là tiện, và kiểu nó cũng là một em basic mà mọi người có thể mặc được cả mùa thu lẫn mùa hè. Thế nên mình nghĩ rằng là không tội gì mà mình không mua em này, tại vì cái chất vải nó rất là mềm và nó tạo ra cái cảm giác mềm mại lúc chúng mình mặc lên đó mọi người. Mình cực kỳ thích những em áo ba lỗ như thế này. Khi mà mình nhìn thấy hình ở trên mạng thì mình rất là nghi ngại, mình không biết là liệu ra ngoài nó có được mềm và suôn như thế này không. Nhưng mà rất may khi mà mình cầm trên tay thì mình thấy là cái chất vải của nó rất mềm và chảy. Mình cực kỳ thích những chiếc áo ba lỗ mà nó chảy nha mọi người. Những chiếc áo ba lỗ mà cái vải của nó hơi bị đứng form một tí á mọi người thì nó làm cho mình trông rất là mập. Thế nên là những cái em chảy chảy như này nó sẽ tạo cho mình có cảm giác gầy gầy, mình hạc xương mai ấy mọi người, kiểu trông thơ thơ ấy. Đấy là lý do vì sao mình mua cái áo ba lỗ này. Mình có một em áo len cổ tròn màu kem, cũng tương đối giống với cả chiếc áo len bông lúc nãy mình thử cho mọi người xem. Em này thì cái cách phối đồ mọi người cũng có thể mặc tương tự như là cái em áo len kia, và mặc với bất cứ các loại chân váy nào cũng đều rất là xinh đó mọi người. Thì thực ra cái kiểu dáng nó cũng khá là giống nhau, nhưng mà nó hơi khác một chút là cái len này nó mỏng hơn và nó sẽ làm cho người của mình thon gọn hơn một chút so với cả cái em áo len trắng dày lúc nãy mà mình thử. Ngoài ra thì trong mùa thu đông năm nay thì mình có mua được một em áo cardigan cực kỳ xinh. Em
này thì không phải ở trên Justyle mà mình mua được trên trang web của Forever 21. F21 đó mọi người, mình không nhớ là ở Việt Nam thì có hay không nữa, nhưng hình như là có. Thì mình hy vọng rằng ở Việt Nam cũng sẽ có cái mẫu này. Trời ơi mọi người nên mua cái này đi, nó rất xinh, rất mềm, rất ấm luôn đấy mọi người ạ. Và nó có thể mặc được với bất cứ thứ gì mà các bạn muốn. Trời ơi, trông mình như một cục bông di động vậy. Nó cùng với cái chất len, với cả cái áo len fluffy màu trắng lúc nãy mình vừa thử cho mọi người xem đó. Thế nên là kiểu năm nay mình có hẳn hai món đồ như thế này trong tủ đồ, mình cực kỳ thích nó. Mình mặc nó đi khắp mọi nơi mà, và mình mặc nó với đủ thứ đồ trên đời ấy mọi người. Siêu đáng yêu, nên có, highly recommend mọi người nhá. Em này thì đắt hơn đồ trên Jetstar một chút, nhưng mà mình thấy là với cái giá của một em cardigan đẹp như thế này thì cũng không có gì là để đáng thắc mắc cả. Mình chợt nhớ ra là mình còn một em áo len nữa, mình mua cũng của F21 Forever 21. Đây là một em áo len dáng dài màu đen và kiểu nó hơi tưa tưa ở cái phần đuôi này này. Nhưng mà rất tiếc là cái áo len này của mình mua nó quá to và quá dài so với cả người mình. Tại vì mẫu mặc em này chắc chắn là rất là cao rồi, mình thì quá lùn để có thể mặc được em này. Nên mình đang nghĩ có thể mình sẽ cắt nó đi một chút, hoặc là ăn da nó để thít nó, kéo áo lên một chút cho nó đỡ dài ấy, để mặc thành kiểu váy len cũng được. Nhưng mà trông nó sẽ không được như những gì mình mong muốn lắm. Đây là hai màu len duy nhất mình mua ở F21 thôi, còn lại tất cả đồ mình đều mua ở trên Yesstyle. Và cuối cùng thì sẽ là hai em áo khoác, áo phao đó, mình mua được ở trên Yesstyle. Rất là ấm, rất là đẹp, rất là xinh và giá cũng tương đối rẻ mọi người. Mình nhớ là khoảng 50 mấy đô một em hay 4 mấy đô ấy. Giá rất là rẻ, giá thủng ngang với áo Việt Nam xuất khẩu đó mọi người. Thật ra thì nếu mà các bạn muốn mua áo phao đẹp á, hàng năm mình vẫn mua ở Việt Nam xuất khẩu M2 ở Điện Biên Phủ ấy. Áo phao của Việt Nam xuất khẩu cực kỳ đẹp nếu mà các bạn biết lựa nhá. Thì đây là em áo phao của Jetstyle, mình mua được màu kem, màu be. Mình muốn thay đổi cái tủ đồ của mình đi một chút, thêm vào những màu sáng. Thế nên là mình đã lựa chọn em này. Em này có một cái mũ lông rất là xinh, mọi người có thể bỏ lông ra nếu mà mọi người không thích nhá. Mình có một em áo phao màu đen như thế này nữa, kiểu basic. Đây là những cái kiểu áo phao mà mình cảm thấy đơn giản mà kiểu hiệu quả. Và cũng sẽ là những món đồ mà các bạn có thể mặc được rất nhiều năm mà không sợ bị lỗi mốt. Và thế là mình đã thử hết những món đồ trong mùa thu đông năm nay mà mình đã mua được để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích cái video này. Và nếu như các bạn đang tìm mua những chiếc áo len thật là xinh, những món đồ thật là basic và đơn giản mà các bạn có thể mặc được trong mùa đông trong rất nhiều năm, thì các bạn có thể tham khảo những mẫu áo, kiểu áo, dáng áo và màu áo mà mình lựa chọn mọi người nhé. Ngoài ra thì mình sẽ để cho các bạn một cái code để được ưu đãi giảm giá khi mà các bạn mua sắm trên trang web Yesstyle. Thế nên các bạn hãy click vào cái link ở phía dưới để mua sắm trên cái đường link của mình và sử dụng code của mình, thì các bạn sẽ có lợi thế hơn khi mua hàng đó mọi người ạ. Mình là một người rất đơn giản và mình hướng tới những cái phong cách nó đơn giản. Mình không phải một người quá am hiểu về thời trang, thế nên là mình sẽ luôn chọn những món đồ nó an toàn, dễ phối đồ và nó sẽ không bị lỗi mốt. Mình nghĩ rằng nếu mà bạn nào cũng không am hiểu về thời trang, không có một cái gu nhất định nào đó cho riêng mình, thì hãy gắn bó với những món đồ trông nó basic thôi, thì các bạn sẽ dễ dàng kết hợp nó với nhiều các cái outfit ở trong tủ đồ của mình hơn đó mọi người. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ kết thúc video này ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video thử outfit lần tới nhé. Xin chào tạm biệt.